Rồi, xin chào các bạn ha. Chúc các bạn, cô chú, anh chị được sức khỏe ha. Hôm nay mình lên đây cái sâm hương nè các bạn. Trong chậu ống nha. Nè, nói chung là đổ rồi ha. Bạn thấy ha, rất là quái nha các bạn. Để các bạn cũng hay xem mấy cái cây này thường ha. Rồi, cây này mình giao lưu với bạn là 400k ha các bạn. 400k. Mình bán đây là không có bao tiền ship nha các bạn. Cây rất đẹp nha các bạn, rất duyên ha. Đó, đường cong mà lắc léo lắm nha các bạn xem ha, đường cong lắc léo ha. Cái này thì mình cũng hay quay á các bạn. 400k ha, mình bán này không có bao tiền ship nha các bạn. Này mã số 1 nha các bạn. Rồi mình qua mã luôn các bạn ơi. Rồi cái này mã số 2 luôn các bạn ơi. Cái cũng sâm hương đổ ha. Nè mấy bạn về, mấy bạn có mình mua lần có dằn ông kẽm xuống vậy nè các bạn. Nè các bạn về dằn ông kẽm xuống vậy ha, dằn ông kẽm vô vậy ha các bạn. Đó, cái cây sâm hương này thì mình bán mấy bạn là 300k ha. 300k mình bán đây không có bao tiền ship nha các bạn. 300k nha các bạn. Cái sâm hương nó mã số 2 nha các bạn. Cái sâm hương này mã số 2 ha, 300k mình bán không bao tiền ship ha. Thì nói chung mấy cây này khéo lắm các bạn ơi. Nè bạn thấy ha, thì nói chung là cái cây này nó chưa có xong gì nha bạn. Bạn về mấy bạn nuôi thêm, mấy bạn cắt gút nó giết ha, cắt gút giết là cây nó đẹp mà các bạn ơi. 300k nha các bạn, thì mình bán ở đây mình không có bao tiền ship nha các bạn. Đó, để mình ghi vô cho các bạn xem ha. Thì mấy bạn về mấy bạn làm thêm ha các bạn. Ghi nó vô là nó đẹp hả các bạn ơi. Nè. Đó, bạn thấy ha. À, thấy không? Nè mấy bạn ghi vô thời gian vậy đi ha. Cho nó đổ, nhưng mấy bạn ghi vô thời gian đường cong rất là lắc léo ha. Đó, thời gian thôi, cái này thì mình nuôi chậu này thì nó rễ chắc nhiều khi như ăn muốn xuống tới đây mấy bạn ơi. Đó. Đó, khéo cây lắm ha. Bạn giờ này ha. 300k nha các bạn. Mình bán đây không có bao tiền ship ha. Rồi, này mã số 2 nha các bạn. Mình qua mã luôn các bạn ơi. Rồi, mã số 3 là cây linh sam mấy bạn. Cây này thì cũng hay quay hoài ha. Đó, mình bẻ tay chân nó lại rồi nè. Đó bạn thấy ha, mình bẻ nó lại một đường kẽm nhẹ nè. Mấy bạn về mấy bạn chỉ việc chăm thôi ha. Đợi nó xịt bông ha các bạn. Rồi, mã số 3 linh sam mấy bạn ơi. Nè bạn xem nè ha. Củ này rất bự nha các bạn nè, một bệ luôn các bạn, để mình lại gần mình để cho mấy bạn xem ha. Nè. Một bệ luôn nha các bạn nè. Đó. 160k luôn các bạn ơi, 160k luôn ha. Đó, mình đi kẽm đồ xong xuôi hết cho mấy bạn ha. Bạn về chỉ việc để bạn làm việc thế này kia chơi thôi ha. Đường cong rộng chỉ C ha. Nè. Ngọn ngùng đồ mình sắp hết rồi ha. Đó. Rồi, này mã số 3 nha các bạn. Mình qua mã luôn các bạn ơi. Mã số 4 là cây nguyệt quế các bạn. Cây nguyệt quế ha. Cây nguyệt ha các bạn. Nè các bạn dòm xa nè ha. Đường cong cũng rộng chỉ C luôn các bạn ơi. Đó bạn thấy ha. Rộng chỉ C luôn ha. Mã số 4 nha các bạn. Mình bán ở đây là nói chung tiền ship á, mà mình không có bao tiền ship nha các bạn. Tiền ship tiền vài chục rồi ha. Ví dụ cộng vô tiền ship nữa thì nó sợ nhiều khi mấy bạn nó mắc rẻ ha. Thì mấy bạn cộng tiền ship cho mình ha. Mấy bạn tự ship ha. Đó. Nguyệt quế mấy bạn. Nó mấy bạn vài trăm là nó xịt bông luôn nha. Già nua lắm mà các bạn ơi. 160k luôn các bạn. Có gọng chữ C ha, chậu trùng đồ sẵn hết rồi. Mấy bạn về chỉ việc chăm thôi. Đó, mặt nào cũng đẹp hết các bạn ơi. 160k ha. Mã số 4 nha các bạn, nguyệt quế nha. Thì cái thân đó nè. Cái thân nó bự bằng ngón trỏ mình luôn các bạn. Cái thân nó bự bằng ngón trỏ mình luôn ha. Nó bự ha các bạn. Cây này nói chung nó già cây lắm các bạn ơi.
160k mã số 4 luôn nha các bạn. Rồi mình qua mã luôn các bạn ơi. Mã số 5 là cây sung mấy bạn. Sung này là mấy bạn về chăm là có trái luôn nha. Nè cái củ bự lắm nha, nè. Về lá nó mình ăn cũng được nữa bạn. Hình giống hình thú lắm nè các bạn thấy không? Nè. Hai chân nè ha. Nè, chân sau nè. Hai chân sau nữa nè các bạn. Thấy không? Nè, thấy không? Như con thú nè các bạn. Đó, sung mấy bạn ơi. Nếu bạn về chăm Tết làng quạng đó, nó xịt bông xịt trái luôn nha các bạn. Tại cái sung này thì nói chung cũng dễ xịt trái lắm các bạn ơi. Nó cao khoảng 25 ha, chậu thì cũng đẹp hết rồi. Cao 25 30 các bạn. Chậu đẹp hết rồi, chậu men hết rồi mấy bạn, về chỉ việc chăm thôi ha. 180k luôn các bạn ơi. Ồ, 180k luôn ha, sung nha các bạn. Cũ thì mấy bạn quái rồi ha. Nè. Các bạn xem này cái cũ này ha. Nè. Hình thú luôn nha các bạn nè. Các bạn thấy hai chân nè, hai chân sau nè ha. Chân trước nè ha. Nói chung mình phải hình dung mấy bạn. Đó. Nè, hai chân gì nữa nè ha. Ồ. Lưng bụng rồi ha. Đó nè. Bự nha các bạn. Quạnh đây lớn nha. Quạnh 10 luôn các bạn ơi. Ồ. 180k luôn các bạn, sung ha. Mình cũng còn có vài cây nữa hết rồi các bạn ơi. 180k ha. Mình bán đây không bao tiền ship nha các bạn. Ồ. Sung ha. Thì đây mình còn cũng còn hai cây sung các bạn. Đây một cây nữa nè. Mấy cây này là về Tết là có trái luôn nha các bạn. Ồ, thì củ đế củ nào nấy cũng đẹp các bạn ơi. À còn cây linh sam dán văn nhân nè các bạn. Ồ, cành rớt rồi ha, nay nó bung tược lá rồi đẹp rồi ha. À, như cây này thì tông tông cao nữa bạn. Bạn thấy tông cao lắm ha. Nó cao khoảng 1 gang, 2 gang, cao khoảng gần cả mét đó các bạn ơi. Tông cao ha. Mấy bạn có chơi thì liên lạc mình, tại cái này chắc đóng thùng cao quá. Nó cao gần cả mét luôn các bạn. Có cành lã để mốt mình sắp mâm ra ha. Cũng đẹp lắm các bạn ơi, nè. Ồ. Hiện nay nó bung lá đã ha. Xanh mướt mượt luôn các bạn. Rồi, cái clip tới đây thì cũng xin chào các bạn ha. Hẹn gặp lại các bạn clip sau. Ờ khoan, còn cái hồng ngọc mai nè các bạn. Hồng ngọc mai này già nu lắm nha. Nè, bự nha các bạn. Thì mình cũng quánh cho nó cành lã ra nè. Đang bông luôn các bạn, về là trái luôn nha. Đó, bạn có chơi thì mình bán các bạn 200k ha. Hồng ngọc mai ha các bạn. Bông rất thơm mấy bạn ơi. Đó, 200k luôn nha, có cành lã nè, cành lã dài lắm nha. Cành lã ra ha. Ồ, lợp mâm đồ kỹ hết rồi các bạn. 200k. Mình bán đây không có bao tiền ship ha. Còn nay cái này thì nói chung nó cũng được được rồi nè ha. Để mình cắt gút nó riết ha. Cho nó nùi lại cho nó đẹp ha. Còn hai cái này cũng anh gửi. Ồ, già nu lắm rồi các bạn ơi. Đó, thì cũng còn được vài cây này nè. Còn này nguyệt mini các bạn ơi. Đế thì thôi, này nhánh chiếc nha. Nhưng mà đế thì mình nuôi thì nó cũng ấy lắm rồi. Ồ. Nguyệt quế nha. Này bạn về chăm là nó xịt bông luôn á. Rồi, cái clip tới đây cũng xin chào các bạn ha. Hẹn gặp lại các bạn ở clip sau.